Cam quay cũng tin đi các bạn ơi. Đây. Bây giờ sẽ là trận chiến của hai con rối tre, một con siêu béo là của anh Gấu Đỏ và một con siêu còi của Hà Giang. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Thấy chưa? Tuy là còi nhưng mà ấy có vó. Đúng rồi, còi nhưng mà có vó. Còi có vó. Con là anh Gấu Đỏ nặng nề quá không đánh đâu được. Béo quá. Ở đâu? Các bạn thấy con rối tre của mình với Hà Tam vui không? Cái trò chơi này tuổi thơ bọn mình hay chơi đấy các bạn ạ. Rất là đơn giản thôi nhưng mà chơi rất là thích nhìn ạ. Mà những cái trò chơi này là có thể tự làm ra không tốn tiền mua đúng không? Nhưng mà anh có biết là cái trò gì nữa mà có thể tự làm ra mà không tốn tiền mua không? Hồi bé có trò chơi diều đấy này. Bắn bi, bắn bi này. Đập bài. Bắn bi vẫn phải mua bi, đập bài vẫn phải mua bài. Em biết. Trò gì? Con quay anh ạ. Con quay gỗ đúng rồi. Hôm nay anh nhà mình đi làm con quay gỗ đi. Đi. Thế thì em sẽ là trọng tài cho ba người đó là anh Gấu Đỏ và Cò và Mita. Thi đấu. Ok. Đi rồi. Hà Giang, em làm gì ở đây? Ôi trời. Em tìm thấy cây ổi, em thử treo lên xem là có ổi không. Mà cuối cùng không có quả nào anh ạ, móc luôn cái áo của em trên này rồi. Ôi trời ơi các bạn ơi, nhìn nè. Làm sao không được trèo leo đấy Hà Tam nhá. Ui, cây ổi này được đấy. Để em chặt cây này. Khoan đã. Cây này đẹp hơn này. Chặt cây này. Khoan. Hai cây ổi đấy to như thế, cho em chặt thì hàng năm lấy gì mà ăn. Mỗi năm cho bao nhiêu quả đây. Chặt cái cây hỏng rồi như này này, để làm con quay rồi, đỡ lãng phí. Nhìn đây. Đây là quả bóng bay nhiều, bóng bay khủng long hay bóng bay gì ấy? Để em đây là cái đuôi khủng long, có phải dây này dây. Từ từ. Ủa ơi, dính. Mình phải bơm để chơi. Bơm để chơi. Đây rồi. Gửi đất em, gửi đất em. Đây, anh gửi. Đúng rồi, anh nhìn không sai, đây là con khủng long. Đây là đầu con khủng long à. Wow. Cái này vẫn chưa bục, nghe vẫn về mang về chơi được anh ạ. Ta đang về nhá. Cái này cũ quá rồi, rách hết rồi. Đây này các bạn ơi, xước sát rồi. Đúng rồi. Vẫn còn cả dây này. Các bạn nhỏ là thả lên bay vào đây đúng không ạ? Này, hôm trước thì mình thấy có quả bóng bay rơi xuống biển. Mà hôm nay lên rừng, lại thấy có quả bóng bay rơi trên rừng. Ôi, buồn cười thật đây. Hà Sam, em làm cái gì đây? Cái này là cái chổi em vừa mới chế tạo ra đấy. Để em quét sạch cái chỗ này để cho bọn anh có chỗ mà đéo con quay. Quay này mọi người sẽ phải trầm trồ cho mà xem. Anh Gấu Đỏ có biết tại sao không? Anh biết rồi, tại vì quá xấu. Xấu là xấu thế nào? Nhà em nhá, gia phả 10 đời đéo con quay rồi, em là đời thứ 11 đây này. Trời, em đừng có chiếm gió nữa. Anh đây mới gọi là nghệ nhân đéo con quay này. Anh là đời thứ nhất luôn. Khỏe. Các
tuyển thủ nghe rõ đây, chúng ta chỉ có 1 tiếng để vừa đẽo con quay, vừa trang trí cho con quay, hoàn thành con quay để có thể kịp giờ thi đấu trong chiều nay. Ở đây ba tuyển thủ của chúng ta ấy vẫn đang rất là gay gắt, cạnh tranh nhau rất là ác liệt, bởi vì ba người mà chỉ có 2 con dao. Đây là một tuyển thủ áo xanh chứng tỏ mong tầm anh. Chuyển tuyển thủ áo đen chứng tỏ gì à Bita? Áo đen chứng tỏ cần men. Con áo chứng tỏ vị hiên. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Ui giời, anh gấu đỏ, anh gấu đỏ nằm con quay nhìn như kiểu cái bình xưa của trẻ con thế. Bình xưa là bình xưa thế nào? Mày cái lúm lúm này, lúm lúm này trẻ con nói bù búa ấy. Bình xưa ấy. Mà mày nói anh này cái sống sẵn đấy nhá. Đúng rồi mày. Chưa xong đâu, tí nữa xong rồi thì nó mới đẳng cấp. Mày không làm của mày đi, về đi. Nhìn như thế này, mày dám bảo là bình sữa? Mình thấy nó lại giống cái chai hơn các bạn ạ. Đây là cái cổ chai, còn đây là cái chai này. Bita ai đẽ con quay nó như thế này rồi mà ai bẻ cái này cũng không bẻ được. Nhìn mình bẻ đây nè. Có vẻ là dễ ra đâu chứ mà. Còn lâu đã ra đâu các bạn ạ. Thôi đưa cho Bita bẻ cho. Có cho em ăn với, nhưng mà tay em đang bẩn, anh đút cho em với. Há mồm ra. Há to ra đi. Ủa, cắn được. Không cắn được. Cắn đi. Kẹo mà không cắn được đang kém đấy nhỉ. Để bỏ bớt ra rồi ngay đi. Anh tay em ăn cái gì mà khó nuốt thế? Anh quên mất. Đây là lương khô, ăn ít một thôi. Em ăn một phát nhiều như thế làm sao mà nuốt được? Nhưng mà anh muốn em mà. Trước khi đem chân mấy con quay này thì bây giờ chúng mình sẽ thử xem có quay được không đã các bạn ạ. Chắc chắn là quay được luôn anh ạ. Tới đâu đâu, úi xài. Giảm cái ta tuy đến hơi muộn nhưng mà đâu Bita quay cho nào. Đây đây, của em quay trước nhá. Úi xài. Bằng bằng đi, bằng bằng đi. Ra khỏi, cẩn thận. Úi xài, úi quá anh ơi này. Đâu của anh đâu, của anh đâu. Cũng ra gì đấy nhưng mà chưa bằng của em. Đâu, có đâu. Nhìn này. Chắc là nó vào cỏ hơi lỗi kỹ thuật một tí. Anh em mình đi chuyển thêm một tí nữa rồi sơn màu các bạn nhá. Lát nữa sẽ quay tít hơn. Rất nhiều màu các bạn ơi. Và những cái màu này để phục vụ cho việc sơn màu các bạn ạ. Bởi vì khi mà đấu với nhau ấy thì sẽ không được phân biệt được là cái nào là của cái người nào, đúng không anh Vũ Đỏ? Thời gian gần hết rồi nên là phải cấp tốc. Cấp tốc. Sơn cấp tốc. Bây giờ mình sẽ làm sạch con quay của mình nhá các bạn nhá. Những đất dính ở đây này, đấy. Mình sẽ làm sạch, sau đó mình sẽ sơn. Ui đây này, rất là bẩn luôn. Đây, mỗi người sẽ chọn màu sắc của riêng mình. Riêng cỏ thì là nhắm ngay cái lọ màu xanh lá cây các bạn ạ. Chuẩn với lại màu áo luôn. Đấy, tông xẹt tông. Mình xanh sẽ... lá không hề bị xa lánh nha. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Còn anh gấu đỏ, ôi giời cũng xẹt tông luôn này các bạn ơi. Màu đỏ luôn. Màu đỏ chứng tỏ chiến thắng. Màu đỏ chứng tỏ thua ngay. Em còn Vita thì vẫn, ôi giời. Màu hồng. Màu hồng cơ đây. Màu hồng, nam tính. Nam tính luôn. Màu hồng chứng tỏ.
Tông không? Tô màu thì cũng quan trọng đấy, nhưng mà chỉ chiếm 30% chiến thắng thôi. Quan trọng ạ, nó phải quay tít anh ạ. Quay tít thì mới con quay của em với Bita ạ, thua Đức Anh rồi. Mà anh lại còn vẽ đẹp như thế này nữa thì anh kiểu gì chả vô địch. 30 chưa phải là Tết, mùng 1 mới là Tết anh ạ. 30 là giao thừa Tết rồi. Lâu, mùng 1 mới là Tết. Em chắc chắn là sẽ quay tít hơn anh. Ai cũng chắc chắn, ai cũng tự tin. Cuối cùng về bét. Điểm tê nhỉ. Điểm tê nhỉ. Đây là bài con quay của cò các bạn ạ. Nhìn nó giống trúm chím như một bông hoa hồng chuẩn bị nở. Đúng nhưng rồi. Mà ngày mai nó lại trời mưa, thế là nó bị nát luôn. Đây là bông hoa hồng bị biến dị các bạn ạ. Đây đột biến, đột biến. Đây là độc lạ, độc lạ bình dương. Con này phải 2 tỷ. Làm gì có bông hoa làm ở trên màu xanh, ở giữa màu đỏ rồi ở dưới này màu xanh thế này. Đúng rồi, thân này úp ngược lên bông hoa. Cái con này cũng khá là cân đối đấy. Thì con này là tô màu hơi lem đây này. Được rồi, nhưng mà hình thức là em trừ những cái điểm là lưng tung lăng tang ra thì còn 8,5. Tiếp theo là bài của ôi giời ôi xời ôi siêu nhân ạ. Cái bài của tớ đây. Ôi xời ơi, ôi giời ơi, hồng nam tính. Con phải hồng nam tính nhau. Màu hồng nam tính và mạnh sò mẽ các bạn ơi. Nhìn cái này rồi màu đen ở bên dưới như kiểu là cái đít nồi ấy anh ạ. Đít nồi này là nấu 10 năm rồi đấy. Bị đen xì. Mà trên nó phẳng lây đó. Trên nó phẳng thì nó lại giống cái bàn này anh ạ. Màu mè cũng lem nhem quá này, chỗ này chưa tô hết này đúng không? Rồi. Con này này, nhưng mà con này có vẻ là hơi bé các bạn ạ, chắc là tiết kiệm đấy mà. Nên làm cái con quay nó bé xíu như thế này mà. Thì cái con này cũng được đấy anh ơi. Cho con này làm 8 điểm. 8 điểm hình thức. Đây là con quay lốc xoáy 7 sắc cầu vồng luôn. Hồng nam xanh tím đỏ các kiểu màu luôn. Con này to này. Con này đặc biệt này. Và con này bị vẹo này. Đây đây đứng đứng coi được con vẹo cột sống đấy. Đây đúng 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 đúng. Thế này chắc không đứng vững để mà quay được đâu. Quay hay không tí nữa không biết. Theo cái con mắt của em ấy thì là cái con này vẹo 100% rồi anh ạ. Thế được rồi, màu mè thì cũng loẹt loẹt đấy. Nhưng mà vẹo rồi thì không thể chấp nhận được các bạn ơi. Con này 8 điểm. Bằng em thôi, bằng em thôi. Vòng thi đầu tiên sẽ là vòng thi 3 người. Trong số 3 con quay, 3 người này sẽ chỉ có 2 con quay được vào vòng bán kết. Và 1 con quay sẽ bị loại. Sẽ là ai đây? Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Wow. Ôi dồi. Rõ ràng cái lúc quay thử mình quay tít thế mà rõ ràng chiến thắng mà bây giờ lại thua. Anh gấu đỏ mới bị tài ăn mày. Ăn mày. Đó là cái gì? Đúng rồi. Gấp các bạn ạ. Quá giải ơi. Mình sẽ với anh gấu đỏ chiến đấu với nhau nhé. Ok ok. Nào, bây giờ là một con quay là hồng hồng tuyết tuyết và một con quay là lốc xoáy sẽ đối đầu với nhau. 1, 2, 3 bắt đầu. Kém thì phải chịu thôi. Hôm nay là đeo kính râm này đi chiến đấu thì lấy đâu mà thắng được, đúng không Minh Nhạc? Anh gấu đỏ đúng là ăn may. Thế cậu cũng thua à? Tôi cũng thua. Thế bây giờ chúng mình thi đấu tranh giải nhì không? Ui, cái cậu vừa biết xong á, cậu chắc là thua tớ rồi. Tranh luôn đi đi. 1, 2, 3. Wow.
này của Vita ấy rất là hợp với phong cách của mình, nên là mình đã mượn của Vita để quay thử. Wow, Hà Cam quay cũng tin thế các bạn ơi. Đấy, đẳng cấp ấy, đẳng cấp ấy. Đấy. Em xin luôn Bita con màu hồng này về chơi đi. Nhưng Bita là con trai không thích cái màu hồng này đâu. Đúng rồi, sao anh biết, em xin rồi đấy. Vậy là cuộc thi chế tạo con quay và cuộc thi con quay